Mình có gặp cái anh này là anh chuyên kiểu đi buôn nông sản ở tỉnh này về tỉnh khác ấy, để người ta bán ấy. Thì hôm qua anh có đặt cọc là 200 sọt khoai này. Bên này thì người ta lại là thích khoai ròng ròng như thế này nha các bạn. To quá người ta cũng không ấy. Đấy. Cái này phải đến chiều mới xong được. 200 sọt. Giờ đây mới mới 40 sọt này. Cái khúc này là 40 sọt. Cho làm đất luôn để ngày mai ngày kia là cho anh em tiến hành trồng lại khoai luôn các bạn ạ. Ok, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì video hôm qua mình quay thì cũng chưa đăng lên, nhưng mà hôm qua mình có được khoai đang ngoài chợ ấy, thì bán thì giá ngoài chợ rẻ quá không bán được các bạn. Thì mình có gặp cái anh này là anh chuyên kiểu đi buôn nông sản ở tỉnh này về tỉnh khác ấy, thì người ta bán ấy. Thì hôm qua anh có đặt cọc là 200 sọt khoai này, 200 cái sọt này nha các bạn. Một sọt là 4.000 quan, 4.000 quan giá. Và hôm nay thì mình cho anh Hầu là đóng ra sọt, xong thì anh thương lái đấy là đưa mấy chị làm của anh ấy là vào và sẽ cho vào bì, là sẽ khâu lại để anh ấy vận chuyển đi sang một cái tỉnh khác đấy. Thì đấy thì một sọt là cái người ta tính là một sọt như thế này đấy, là một sọt khoai này. Thì ở đây thì cũng nhiều đấy, nhưng mà giờ trước mắt là anh ấy lấy 200 sọt thì mình nghĩ là cũng 200 sọt chắc là cũng được rồi. Còn lại số còn lại thì anh em mình để vừa để phục vụ cho chăn nuôi và sẽ chia cho các anh em trong farm ấy, cho mỗi người một sọt để về nhà ăn. Đây là chưa 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 bới hết khoai, thu hoạch hết khoai nha các bạn. Đây vẫn ở ngoài vườn vẫn còn đâu tầm 5-7 tấn nữa đấy, tầm 5-7 tấn khoai nữa. Thì đợt khoai này cũng nói chung là có một cái diện tích đấy, so với gì cái số khoai này là cũng khá nhiều rồi. Anh ấy nhặt những cái này nữa anh này, khoai này này. Bên này thì người ta lại là thích khoai ròng ròng như thế này nha các bạn. To quá người ta cũng không ấy. Đấy. Cái xe xinh á, ta mày hả? Ta mày mày tè á? Bonito, bonito. Ai, 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 aqui é cali aí bonito? Não, aqui já tirou, mas a quanto isso pode ir a mim? Esse aqui é assim, já, pequeno também. Nhỏ cũng nhặt nhặt cho người ta anh ạ. Đấy. Khoai mà giờ lừa ra. Lừa ra đống khoai này này. Đấy thì giờ mấy chị thương lái này sẽ nhặt đóng bì, và buổi chiều là anh thương lái sẽ chạy xe tải vào và sẽ vận chuyển đi nha các bạn. Như hôm qua mà mình bán ở ngoài đấy, mình ra ngoài chợ mình bán thử ấy, là một sọt này chỉ được tầm có 2.500 quan thôi. Nhưng mà mình nhập cho anh này là một sọt này là 4.000 quan. Bởi vì nó nhiều quá, khoai nhiều quá, và mùa này thì cũng anh em không không để cất để dự trữ được, nên mình chỉ để lại một số thôi, để lại một phần nào đấy thôi. Chứ từng này nhiều lắm, nhiều việc mà. Từng này phải tầm 500 sọt khoai. Với lại là mùa này nó mưa, anh em mình không phơi được, chỉ phơi một số ít thôi. Còn lại thì để tươi này, nấu cho ngan, cho dê, cho bò này. Còn lại nữa thì phơi được từng nào thì phơi. Cái này giờ phải chế cái lưỡi máy này, xong rửa qua một cái là bắt đầu rửa sạch, phải là bỏ vào máy thái. Chứ giờ thái người làm sao thái được khoai này. Rửa thái khoai này một cua một lưỡi ấy. Khiếp, cục khoai này thì làm sao mà thái được. Nhưng mà ở trong là bột, nhưng mà ở trong nó còn trắng trắng lên này. Đây ở trong không bị ấy nha các bạn. Đây ở trong toàn bột bở trắng tinh luôn, chứ không có vấn đề gì đâu.
Khoai to thế này mà nó không bị hỏng này. Ở trong đúng bột trắng tinh luôn. Không bị sụp nhá. Không hề bị sụp luôn. Nhìn củ khoai này, một củ khoai này, mấy ký. Đấy, mấy chị thương lái sắp từng củ một thì đời nào xong được ấy. Đấy, nhấc lên. Đấy. Oh, tá bom. Assim ele vai descer muito bem. Muito rápido. Chiều này tầm 2 giờ là anh xe tải, anh thương lái đấy sẽ vào và sẽ bốc lên xe là chở đi. Você trouxe quanto saco? Esse não vai chegar? Não. Esse aqui não vai chegar, ele tem mais coisa. Ah, é? Đếm luôn anh Hầu nhá. Đếm và để riêng ra nhá. Đấy anh để riêng mấy cái sọt đấy ra đi. Thế cho để riêng mấy sọt đấy ra đi. Không, bởi vì nếu mà như nếu mà đi buôn như người Việt Nam mình thì nó khác. Chứ còn người nếu người bên này là người ta bỏ mà lồn vào một cái là sao? Cãi nhau ngay, không phải cãi nhau nhưng mà người ta có nói và không phải sọt này là bên này, cái là phải tính lại từ đầu luôn các bạn ạ. Đấy, cái này phải đến chiều mới xong được. 200 sọt. Giờ đây mới 40 sọt này. Cái khúc này là 40 sọt. Tổng tất cả là 5 lần đấy. Ừ, tổng cả 5 lần rồi, 1 lần rồi. Lần 2, lần 3, lần 4, lần 5. Nếu mà sáp mà như đi buôn mà như con buôn ấy là sáp củ nhỏ dưới, củ to trên. Còn mà người bán ấy là sáp củ to dưới, củ nhỏ trên. Đấy là kinh nghiệm đi buôn. Bởi vì cái củ nhỏ ấy là sắp được kín hơn. Thế này người ta mua theo sọt mọi người. Không có cân ký như Việt Nam mình đâu. Nhiều khi cái sọt này ít hơn, cái sọt này lại phải lấy thêm bỏ lên này. Nhiều khi lại vậy, khó. Hơn 30 ký anh này. Sọt này, tầm 25 ký. Chứ ở Việt Nam như mình thì cứ bỏ lên cái cân là chuẩn nhất. Việt Nam cái gì cũng cân. Không phải cãi. Cứ lên cân là chuẩn. Đây là sọt nhiều sọt ít này. Đây là nhiều khi mua bán nó hơi phức tạp. Ví dụ bên này thấy nhiều, thấy bên kia ít hơn tí là người ta chỉ cần 1 2 củ thôi. Chỉ cần 1 2 củ. Lên nó bằng nhau mới được. Cũng may là hôm qua gặp được cái anh buôn này các bạn ạ. Chứ không. Từng đấy mà từng này khoai mà đi chờ bán mà rẻ như thế thì đúng cũng sót. Mà để chăn nuôi mà để nhiều thì nó cũng hỏng. Mùa này mùa mưa, không nắng, không phơi không ấy được. Gặp ngay người cần. Gặp ngay người cần mua số lượng lớn là cũng đỏ, cũng may. Bán bớt đi chứ trồng giờ bao nhiêu công ra mà giờ để nó hỏng thì cũng. Phạt cho anh em farm thì cũng phạt một số nào đấy thôi, mỗi người một sọt này. Hôm nào là phạt cho 60 người 60 sọt này. Cái thứ mà chưa mới ở dưới đấy. To mà chắc nha, khoai này chắc lắm. Nhưng mà cái da nó vẫn đẹp, nó bị sùng. Dạ. Cái vẫn. Tuy nhiên thường khoai to rồi nó bị sùng rồi. Khoai này ở trên thành phố là người ta làm nhà hàng nha các bạn ạ. Nhà hàng với quán ăn là người ta thể luộc lên và cắt khúc ăn với cá nướng với salad. Là ở trên thủ đô là mình đã ăn những cái này rồi. Esse vai cozer com fio? Cái này mà trở lên luôn đa cũng bán được. Trở lên luôn đa thì mất công tí. Thôi thì anh em mình cứ bán dưới này giá nó rẻ hơn một tí thì đỡ công đi là vận chuyển, tiền xăng dầu, tiền lái xe đi đường. Ví dụ lên Luanda mà nhập được 5.000, 6.000 thì thôi bán đây 4.000 là cũng được rồi. Bán tại vườn 4.000 là cũng được rồi. Một cây bao này phải 3 sọt đấy nhỉ?
Es si tres cae sa un saco, ¿no? Tres cae sa. Es. Es, ¿no? Tres cae sa. Cuatro cae sa. Tres. Si se arma bien. Ừ. Vậy thì giờ anh em mình để cho các chị với mấy anh em tròn khoai rồi chiều xe vào anh em mình sẽ quay tiếp. Ui ở trong này còn nhiều lắm những cái thứ mà củ to to nhất này thì chắc chắn là anh em sẽ ấy rồi, sẽ thái và phơi. Còn những cái củ nhỏ ấy, những cái loài hỏng như thế này này thì anh em sẽ thái ra và sẽ phơi cho phơi đi để dự trữ. Giờ anh Hầu để cho cày đất và trồng lại luôn. Chắc ngày mai ngày kia là trồng lại luôn, chắc 2-3 ngày là trồng lại khoai luôn anh nhỉ. Khoai thì mùa này vẫn trồng được ấy, cần đợi đến mưa. Ngày mai là sẽ cho trồng luôn. Bởi vì giờ làm đất rồi trồng mấy ngày cho xong luôn để xong rồi mình làm việc khác. Ok, thì tí nữa là chiều xe vào bốc là mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Đấy nha các bạn. Anh em mình thu xong ấy là cho làm đất luôn đây các bạn. Cho làm đất luôn để ngày mai ngày kia là cho anh em tiến hành trồng lại khoai luôn các bạn. Bởi vì cái mùa này thì những cái vùng đất như thế này ở chỗ này ấy, là có thể là anh em mình có thể điều chỉnh nước được. Thì đang còn tầm gần một tháng mùa mưa nữa thì sẽ là trồng khoai luôn. Để tầm 3 tháng anh em mới thu hoạch. Đợt này thì anh em mình sẽ thu hoạch sớm hơn bởi vì nó rơi vào cái mùa khô hạn ấy, chứ không để lâu được như cái mùa này. Đấy. Bây giờ nếu khoai trồng đúng cái mùa đấy thì cũng nói chung cái hiệu suất kinh tế thì nó cũng tạm được. Cho nên là anh em mình sẽ trồng khoai, và khoai thì nó dễ. Nhưng trồng những cây khác, ví dụ như khoai tây thì một được anh em mình trồng đây thôi mà cây vùng đất này nó không được cho màu mỡ. Khoai tây ít củ nó bé. Thì khoai tây đến ít bữa nữa anh em mình sẽ trồng sang vùng đất bên kia. Ở đây thì vẫn cứ tiếp tục trồng khoai. Trồng khoai thêm một mùa nữa thì đến mùa sau thì anh em mình sẽ trồng ngô ở đây. Thì trồng sen canh ở trồng luôn canh cái các loại cây để cho nó phát triển này các bạn. Bên này thì mía nó tốt lắm rồi mà chưa có công để đi tỉa đi làm cỏ. Còn một khúc khoai ở dưới kia nữa anh em mình cũng chưa thu được, để chắc ngày mai cái kia là thu cái đấy sau. Mía anh em mình trồng mới mà giờ nó cỏ nó tốt thế này mà vẫn chưa làm cỏ được đấy các bạn. Cái này là để như thế này một thời gian nữa để cho anh em ra và sẽ cắt cỏ này về cho bò. Đấy, cái này là mía mới, mía trồng mới, còn cái này là mía nó lên mầm rồi. Đây dây khoai anh em mình còn cắt đây để ngày mai cái kia trồng này các bạn. Đấy, lúc thu hoạch là cho vào ở gốc mía để cho nó tươi. Thì ngày mai cái kia là sẽ tiến hành trồng luôn. Từng này giống bên này là bỏ vào đây là sẽ đủ thoải mái trồng sang trồng lại. Ok các bạn ơi, bây giờ anh này đã vào đây rồi và đang may bi lại để vận chuyển đi. Anh em mình thì bốc được 200 sọt khoai đã xong. Giờ anh này vào anh sẽ nối thêm cái bì đấy các bạn. Đấy, nối thêm bì lên và tí nữa là phải may miếng lại. Đấy, nặng phết bì này. Không biết được bao nhiêu bì đấy chứ anh em mình tính ra là 200 sọt. Eu vou embora. Ah, você vai. Yeah, a minha cunhada também vai. Vai lá? Vai no posto. Isso é o que está ali, meu. Ah, esse? Quanto? 20. O resto Fanta, vou dar aqui? O resto Fanta. O dinheiro? Lá em casa? Eu vou entrar. Vou passar. Ok. Giờ anh này sẽ đẩy vào về sau, mình có việc thì mình về trước.
Thì để lại đây cho anh Hầu với Thế ở lại đây và đợi mấy anh này bốc xong khoai lên xe thì anh em mình mới về. Thì anh Hầu với Thế về sau. Đấy, khoai. Giờ một bao này chắc phải tầm hơn tà các bạn. Tà rưỡi đấy. Khiếp thật. Cái bao to như thế này rồi mà còn nối thêm nữa các bạn. Còn nối thêm để bỏ này. Sao được nhiều rồi. Xin đúc cái ăn đi. Xin kênh vay cà đi cả. Hả? Muito pesado, quem vai carregar? Aguenta. Cái bì là thế này rồi mà giờ còn nối thêm một khúc. Sợ thật các bạn. Anh Hầu ở đây đồi này bốc sóng lại về nhá. Gần đến mái không? Không, bốc luôn. Giờ bỏ vào những cái chỗ bị máy này, máy thêm này. Là máy miệng là bốc xong lên là về đấy. Amigo, ven ajuda ele. Pense. No saco. Depois ele vai meter no carro. Ajuda. Yeah, vai ajudar, vai meter. Assim tudo, pessoa vai trabalhar 10 minutos, 15 minutos, acabou. Đây xe anh này, anh đã vào đây rồi. Cho một tí nữa là xong là phải bốc lên xe và người ta trở về. Anh em mình cũng phải không phải vận chuyển nữa các bạn. Người ta mua tại chỗ luôn. Đấy, nên là giờ khỏe rồi. Như khoai là anh này anh dặn là giờ cứ có là cứ để cho anh đấy. Anh này anh mua hết. Anh này anh mua hết. Có bao nhiêu anh mua bấy nhiêu đấy các bạn. Anh em mình chỉ để lại những cái thứ mà nó hỏng với nó không được đẹp ấy, thì để phục vụ chăn nuôi còn lại là bán cho anh này hết. Ngô cũng về đây, đi thu ngô về. Super à? Em xin cái menu. Ok các bạn. Anh em mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm ủng hộ anh em mình nha.